Alo. Một Phật gia ở Đà Nẵng có hỏi hai câu như sau. Đức Phật có dạy, người thấy sanh tử dây dưa, hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn. Là câu này Đức Phật muốn dạy điều gì ạ? Mình thấy có sanh có tử là đương nhiên là mình đi cuốn hút của vật lý á. Mà nếu mà hai phần này đụng có đụng nhau, có nghĩa là tâm cảnh không dính nhau á, thì nó trở thành là thanh tịnh, thì chỗ đó gọi là Niết Bàn. Thanh tịnh đó gọi là Niết Bàn. Rồi hỏi câu khác đi. Trong sách có viết tu thiền tông là không sử dụng bất cứ thứ gì trong vật lý là như thế nào ạ? Bởi vì mình hiểu thiền tông nó như vậy nè. Mình hiểu thiền tông á, ai cũng có cái tánh Phật. Mà giờ mình muốn thành Phật thì trước mắt mình phải nhận lại cái tánh Phật của mình. Thì mình tạo công đức đem cái tánh, mang cái tánh Phật trở về Phật giới thành Phật. Tất nhiên ở thế giới này không có cách nào mà hành động bất cứ gì, tu hành hay bất cứ gì, có nghĩa là trên trái đất này nó quay theo nhân quả vật lý á, thì mình bất cứ hành động nào thì nó phải kết quả theo vật lý, thấy không? Thành ra nó kiểu kiểu như vậy thì nó kết quả theo vật lý, thành ra bắt bắt buộc là phải trong thế giới này không có tu hành cái gì đó, mà bị chỉ nhận ra cái Phật tánh của mình, tạo công đức về Phật giới thôi, nó đơn giản như vậy. Nhưng mà từ xưa tới giờ không ai chỉ cái này, thành ra người ta mới đi tìm tu tu bởi vì trước khi ta vô đạo Phật tu để thành Phật, tu thành cái này cái kia. Nếu mà tu để thành này thành kia thì đúng, thế giới vật lý thì đúng, mà tu để thành Phật không đúng. Thành Phật anh phải về Phật giới, nó định hình ra kim thân Phật chứ không phải là tu thành Phật, mà tạo công đức về Phật giới để định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và một kim thân Phật. Đó, thiền tông nó chỉ thẳng vậy thôi. Thành ra ngày xưa tới giờ ông Phật á, ông không nói được cái này. Mà đợi khi tới thời kỳ văn minh cao, thật cao rồi mới nói. Nhưng mà nói rồi cũng không ai chịu nghe, bởi vì nó quen rồi, nó quen cái tu nó quen rồi, nó quen cái ngồi thiền rồi. Bây giờ nếu mình nói tới không tu thì người ta nói mình là đạo tà. Nói gì thế, mà tất cả những câu nói gì của Đức Phật sau cùng ổng giải thích một cái câu này: chớ dẫm Như Lai vết đã qua. Xưa kia Đức Phật ngồi thiền hay làm bất cứ cái gì, chuyện của ổng, đừng có làm theo ổng. Muốn thành Phật, nhận ra Phật tánh, tạo công đức về Phật giới, chỉ có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Công đức là loại không âm, không dương, lưu giữ ở vỏ bọc tánh Phật, nằm sâu trong tánh người, làm sao các vị thần bôi đen được? Cái này là tất cả những cái gì thế giới âm nó thuộc về điện thôi. Mình ở đây tứ đại vật chất là tứ đại đất nước gió lửa, còn bên kia nó thuộc về điện. Cái điện, cái thuộc của người ta. Bởi vì thành ra trong đạo Phật có cái câu thế này nè: con ngỗng chúa uống sữa, bỏ nước lấy sữa. Thì đối với cái chuyện mà bôi đen cái công đức là chuyện dễ đối với mấy ông thần, đó là cái nhiệm vụ của người ta mà. Còn nếu mà mình đi tới cái thần hay là cái cô hồn cũng vậy, là người ta mang điện từ âm dương, âm nó nhiều hơn, vì cái âm mình, cái công đức mình nó thuộc về nó chất sáng, mà ông thần chỉ cần rờ tới thì xong rồi, nó là đen, nó nhuộm đen. Cô hồn cũng vậy. Vì thế mà mình các đến đình, đến chùa, đến miếu mà mình chỉ cúi đầu thì ông thánh ông rờ mình, ông chúc mình thì nó nhuộm đen liền. Vì thế mà cái tác dụng của cái công đức nó không còn. Để chi? Để nó lưu hành trong thế giới này nè. Bởi vì thế giới này gọi là thế giới vật lý,
âm dương. Hai cái này nó mới sống được ở trong cái tam giới này. Còn cái công đức nó không thể sống được. Vì thế mà tạo thì cố gắng, một là phải giữ cho nó tối đi, rồi chừng nào muốn về mới mang về bển thì mới sử dụng được. Vì công đức nó sử dụng bên Phật giới, còn phước đức dương, phước đức âm, ác đức nó sử dụng ở thế giới vật lý này. Phải hiểu cái tổ chức của cái đạo Phật vậy thì tu đạo Phật mới được. Còn không biết tổ chức đạo Phật thì mình tu gọi là tu mò, tu mù, tu tưởng, nó khó thành công lắm. Vì thế mà đạo Phật nó có cái tinh hoa là nó nói cái chỗ này, nó nói cái chỗ chân thật này, nhưng mà không ai chấp nhận. Những người mà sống thế giới vật lý không chấp nhận đâu. Ông Phật biết trước, vì thế mà thời kỳ ông phải chuyển đi thời kỳ nguyên tử mới phổ biến ra. Đó, thành ra bây giờ phổ biến ra nó phản ứng rất nhiều chứ không phải ít đâu. Nhưng mà cũng may là cái chùa Thiền Tông Tân Diệu này nè, sắp xếp một cuộc kêu bằng công bố quyền ký cả một vấn đề một thời gian dài mười mấy năm thì mới công bố được, mà mới công bố nó mà nó không bị vướng bất cứ chuyện nào. Chứ nếu mà sơ sẩy kêu bằng người ta phát hiện được cái này thì nó cấm điền, nó không cho ra cái pháp môn này đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Khi mình bố thí tài vật giúp cho người khác mà tâm vật lý không mong cầu, không khởi lên mong cầu điều gì, vậy cái nhân quả của mình sẽ như thế nào ạ? Mình nói đúng ra đó, ở thế giới này mình cầu thì nó lạc vào cái loại thánh. Còn mình giúp người ta mà ham muốn thôi. Tôi ham muốn, tôi cho cái người đó hiểu cái này để tôi có công đức, đây là của ham muốn, gọi là ham muốn thanh tịnh đó. Ai mà ham muốn được vậy cũng như là tôi ham muốn đào được vàng thì tôi có vàng tôi xài, ham muốn tôi đào gốc cây thì gốc cây không có xài được, không có giá trị. Vì thế mà tu đạo Phật cũng phải ham muốn chứ đừng có mong cầu, chứ cầu nó khác. Mong cầu là, cầu là có nghĩa là mình phải quỳ lụy cái người ở thế gian này nè, thì nó sai. Mình cầu rồi nó sẽ có cái hiện tượng đưa ra, là mấy ông thánh đưa ra rồi mình làm. Vì thế mà Đức Phật bảo đừng cầu mà ham muốn, có nghĩa cái tưởng ham muốn về Phật giới được. Còn cái tưởng ham muốn lên cõi trời thì nó đi theo cái quy luật vật lý của chiều dương. Vì thế mà trong đạo Phật sử dụng những cái danh từ rất chuẩn xác, không có sơ sở, không có sơ sót một cái danh từ nào hết. Chữ mong cầu, chữ cầu là mình phải cúi đầu. Ham muốn, tôi ham muốn vậy thôi, không có cầu quả, chỉ ham muốn mà. Ham muốn cái gì cũng được, nhưng mà ham muốn về Phật giới thì mình sẽ được công đức. Còn ham muốn đi chỗ này chỗ kia là phải phước đức. Đó, mình phải hiểu thế giới vật lý này mình mới tu cái Thiền Tông được. Còn nếu mình không hiểu cái quy tắc nhân quả vật lý âm dương trái đất này thì tu hoàn toàn bị sai. Rồi mình tu sai thì mấy ông thánh gạt mình. Gạt mình là sao? Bởi vì tại vì mình không có trí tuệ. Bởi vì bắt mọi người tu theo đạo Phật Thiền Tông, đầu tiên anh phải có trí tuệ, mà anh phải hiểu được cái công thức. Còn anh không có trí tuệ, không hiểu công thức thì hoàn toàn anh tu mù. Tu muốn giải thoát hoàn toàn không giải thoát được. Mà muốn tu để thành này thành kia trong thế giới này thì thành được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Cái suy nghĩ giúp cho người khác hiểu biết và giác ngộ giống như mình là cái suy nghĩ trong thanh tịnh. Vậy khi mình phát cái suy nghĩ thanh tịnh này, có một vị Phật nào đến giúp mình hay không, hay là mình tự thực hiện? Cái này á, mình mà suy nghĩ thanh tịnh thì chắc chắn mình coi chừng là ông thánh, ông Phật không có giúp mình đâu. Đây không có, không giúp. Nhưng mà cái ông thánh á, ông đến, ông giả, ông giúp mình phải coi chừng ở chỗ này. Vì thế mà khi mình giúp người ta hiểu cái Thiền Tông này nè, mình cũng vẫn dưng nhớ là đừng có mừng, đừng có về đây, để coi cái thái độ của người ta như thế nào.
mình phải coi thái độ người ta thật tình thì mình mới thật tình giúp. Còn coi chừng người ta vì danh vì lợi mà ta theo cái phép pháp môn này thì mình coi chừng nó sẽ mấy ông thánh hiện ra, rồi mình lẫn lộn giữa cái ông Phật thiệt và cái ông thánh, mình không hiểu nổi đây. Vì trong kinh Đức Phật có nói nè, Như Lai cao 10 trượng, Ma 9 trượng, có nghĩa là thua ổng có con đường giải thoát thôi. Có nghĩa là cái gì Đức Phật làm được thì thánh làm được. Nhưng mà thánh không làm còn được đường về Phật giới và không giải thích được cái công thức trở về Phật giới, thánh chỉ thua cái này thôi. À, thành ra nó sợ, Đức Phật sợ mình lầm. Vì thế mà ông phải dặn cho kỹ cái chuyện này. Khi công bố quyền ký ra là phải dặn cho kỹ cái phần này để kẻo lầm với ông thánh. Vì thế mà để bảo vệ cái thiền tông này, Đức Phật mới đưa ra cái bộ kinh Kim Ca. Phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma, có nghĩa là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, để chỉ nó bảo đảm cái thiền tông này. Còn nếu mà nó không có cái tiêu chuẩn này, chắc chắn 100% là tu sai. Bởi vì có nhiều người nói vô thiền tông cái thấy này thấy kia nọ rồi cũng đi khoe người này người kia là chết. Thứ nhất, vô thiền tông mà suối làm là coi chừng ổng ở chỗ ngay rồi. Vì thế mà có nhiều người vô thiền tông thấy được rồi làm này làm kia coi chừng. 100% là giả chứ không có ông nào thiệt. Ông Phật không có suối mà làm chuyện này đâu. Ông Phật biểu mà đừng tu mà, chứ đâu phải ông Phật biểu mình tu đâu mà ông suối mình làm cái này. Nó mình phải, bởi vì thành đã muốn tu đạo Phật phải bằng trí tuệ mới tu được. Không trí tuệ hoàn toàn tu chắc chắn là bị thánh lừa mình. Rồi con hỏi tiếp đi. Con thấy Hòa Thượng Thích Từ Thông giảng pháp có nhiều điểm rất giống Thiền Tông. Vậy cho con hỏi Hòa Thượng có biết, có hiểu về Thiền Tông hay không? Bây giờ muốn nói phải nêu cái gì giống. Chứ ổng từng tuyên bố, ổng nói là 40% của giáo lý đạo Phật Thiền Tông ổng nắm giữ. Nhưng mà tôi xem là cái quyển sách của ổng viết 40% hoàn toàn không có gì vậy, dính dáng gì cái Thiền Tông hết. Còn muốn hỏi, bất cứ hỏi người nào thì phải trưng bày cái chuyện của người ta nói ra để tôi phân tích. Chứ giờ nói hỏi minh mông làm sao tôi phân tích được. Nói bây giờ ổng nói là ổng giảng Thiền Tông giống cái phần nào, nói cái đâu đó thì tôi sẽ phân tích được. Chứ giờ minh mông làm sao biết phân tích được. Thì nếu có thể hỏi cái người hỏi, mà nếu mà chứng minh được những cái mà giống đó thì đây tôi sẽ nói. Còn giờ hỏi chung chung sao biết được đâu nói. Mà nguyên tắc cái Thiền Tông không có được quyền chê người khác, mà chỉ cái chỗ sai, chỗ đúng, chỗ sai thôi, chứ không có chê. Thấy không? Mà tôi đã từng nói rằng muốn tu Thiền Tông phải quyền ký công bố ra. Mà nay công bố ra được 2.5 năm rồi đó. Ai sau 2.5 năm mà nghiên cứu cái quyền ký mới tu Thiền Tông đúng được. Còn những cái quyển sách trước là người ta viết về căn bản thôi, căn bản thế giới này thôi. Các quyển sách trước không có nói vấn đề giác ngộ giải thoát, không chỉ công thức luôn. Rồi con hỏi tiếp đi. Nhờ tổ kỹ thuật kết nối cầu truyền hình trực tiếp. Kính thưa soạn giả Nguyễn Nhân cùng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, chúng con xin được phép đọc câu hỏi như sau. Câu 1, con đọc sách về các vị tổ, thấy tổ Huệ Khả phải chặt đứt cánh tay của mình để xin tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy đạo. Vậy sự tích đó liệu có đúng không ạ? Con lặp lại. Cái tổ Huệ Khả chặt đứt cánh tay để cầu xin tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy đạo. Vậy sự tích đó là có đúng hay không ạ? Cái này á, nó sự thật là đúng chứ không phải không đâu. Là vì ngày xưa tổ Bồ Đề Đạt Ma qua bên nước Trung Hoa này, nó có hai cái thuyết. Một là ông, cái bằng một vị dẫn ông Huệ Khả tới. Và một cái phần là ông Huệ Khả
cương quyết. Nó có hai cái thuyết, nhưng mà cái thuyết chặt cánh tay là đúng nhất. Nghe không? Thành ra đây là người ta muốn nói rằng muốn mà đi vào cái thế giới thiền tông này thì anh phải hy sinh cả tánh mạng anh thì mới vô được. Vì thế cái thuyết mà chặt cánh tay là về sau các thiền sư thứ thiệt xác nhận là đúng. Rồi tất cả việc Tăng Sáng nè, rồi Đạo Tính nè, Hoằng Nhẫn, Lục Tổ Quy Năng xác nhận là cái câu chuyện này là đúng. Giữa cô vì thế mà cái câu chuyện bởi là nói là gan dạ mà, bởi vì trước khi mà gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì ông xin hoài 3 ngày ông quỳ dưới tuyết 3 ngày. Nhưng mà ông này không thấy cái mà cái hy sinh như vậy không có lớn. Nếu ông thật tình muốn tu theo cái giải thoát này thì ông phải hy sinh. Thì ông kia mới chặt cái cánh tay dần. Đây là cái thuyết rất đúng, chứ không phải chặt, chứ không phải xóa bỏ một cái gì. Mà bởi vì cái người xưa đó, người ta cầu đạo, người ta gian khổ lắm, chứ không phải vì mình như bây giờ đâu. Mình nên nhớ rằng ông Lục Tổ Huệ Năng ổng đi 30 ngày đường, ổng đi bộ không? Có nghĩa là 30 ngày đường bằng đây đi ra Huế đó, chứ không ít đâu. Mà ổng dám đi bộ, ổng cầu đạo, cầu mãnh liệt như vậy đó, thì người ta mới có kết quả được. Còn mình bây giờ đó thì đi ba tiếng tấn mà 4 tiếng thăng trời rồi, thấy không? Thì nó cũng khó lắm. Nhưng mà mình cũng không chấp được là gì. Thời này gọi là thời nguyên tử, thời văn minh. Sống thời nào theo người nói, thời này không thể sống theo cái thời kỳ đồ đồng được. Thời là đi xe ô tô chứ không phải đi ngựa hoặc là đi bộ, thấy không? Thì cái thuyết này rất đúng. Rồi anh hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là: thời An Dương Vương có cao lỗ chế được nỏ thần, vậy có phải cao lỗ cũng lấy được từ nền không gian, văn minh không gian không ạ? Cái nỏ thần này là nó lấy là trong A-la-hán á. Cái phần thông của A-la-hán lấy bằng cái lực điện từ. Cái nỏ thần nó lấy bằng thần thông, chứ không phải lấy cái nền văn minh không gian, mà nó lấy tất cả cái những gì mà tất cả những gì có trên cái đất này, nó khi nó mất nó phải trở về không gian hết. Nhưng mà ổng tu á, ổng chứng được cái thần thông của A La Hán, thấy không? Ổng sử dụng cái phép này, cái phép thuật nỏ thần này là nó bắn bằng cái gì? Nó bắn bằng điện dương. Thời đó nó đã chế được những cái ống rồi, nó gọi ống đồng rồi. Ống đồng thì nó nạp những cái hóa chất á, rồi nó cộng thêm cái điện dương nữa thì nó bắn nó mới phát ra được. Thấy không? Thành ra hồi xưa cái nỏ thần là đúng chứ không phải không. Nhưng mà bây giờ nhiều sao người ta thiêu dệt thêm. Nhưng mà trước khi bắn cái nỏ thần này nè, nó phải có cái đội tuyên truyền đi trước. Ông đó thánh á, bắn một cái là chết hết, trốn đi. Cái là một cái tâm lý chiến mà, gọi là tâm lý chiến đi trước, rồi giật lý chiến đi sau, nó mới thành công được. Thì người xưa nói thì thôi bây giờ mình chỉ thu gọn, mình chỉ lấy 50% thôi. Đừng có lấy đúng 100% vì người ta thiêu dệt thêm. Bởi vì trước khi muốn làm cái gì phải thiêu dệt trước, thì cái người đi sau mới dễ thành công. Gọi là tuyên truyền trước á. Chứ không lẽ là vô 10 nấc rồi còn tiếc cái nấc thang số 1 sao được. Phải bỏ. Vì thế mà trong kinh nói là qua sông bỏ bè cái chỗ này. Anh đạt được mục đích rồi tất cả nhiều phải bỏ. Còn những cái ban đầu mà người ta dạy mình tu này tu kia để gì? Để ta dụ mình đi theo. Dù mình đi theo, khi kết quả phải bỏ hết. Vì thế mà Đức Phật năm dạy năm pháp môn đầu chảy xong rồi, 45 năm sau ông nó muốn dạy Phật giới không? Bỏ hết đi. Người nào mà kiến chấp chửi ông liền. Còn người nào không kiến chấp thì mới ngồi nghe ông. Mà nên nhớ rằng mấy ngàn người mà bỏ đi gần hết còn 1.250 người, nhưng mà cũng có một số lớn chửi ông luôn. Chính ông Xá Lợi Phất là cái người mà gọi là công đức nhiều nhất cũng vẫn chửi như thường. Nó mình phải hiểu, vô cái thiền tông này nó cực kỳ khó chứ không phải dễ đâu. Vì thế mà tất cả những người tu mà không hiểu cái này thì hoàn toàn tu sai. Mà bây giờ mình nói tu sai, người ta nói mình là tà. Bây giờ biết làm sao giờ?
ông Phật đã chỉ đường hết rồi đó. Thành ra bây giờ chỉ cái nước lặp đi lặp lại nói tới nó lui để chi, để cho cái thiền tông này nó hộp thức quá, để xong rồi cái giáo lý đi ra. Thì tất cả những người tu mà được quyển giáo lý thì tất cả mười mấy cái quyển sách trước dẹp đi, xài một món thôi. Nó mình phải hiểu thế giới này nó là vậy. Mà bây giờ dễ vào giáo lý đi ra, thế giới này là thế giới vật lý, làm sao cái giáo lý đi ra nổi? Quyền ký vừa đi ra mà còn chịu không nổi, 60% còn chịu không nổi. Hỏi chứ ra 100% sao chịu nổi đây? Có nghĩa là thế giới này tất cả các tín ngưỡng hoàn toàn là tin sai sự thật. Muốn đúng sự thật thì phải học giáo lý. Tất cả các đạo nào không có giáo lý hoàn toàn tu tưởng tượng thì làm sao đúng được. Một vị toàn năng toàn giác viết ra mà mình còn chê thì hỏi chứ một phàm phu nói ra làm sao đúng được. Rồi con hỏi tiếp đi. Xin bác nhắc lại tóm tắt công thức giải thoát để cho Phật tử Thiền Tông hiểu biết mà làm theo cho đúng ạ. Công thức giải thoát thì nó có ba phần thôi. Còn bây giờ muốn con đường về Phật giới thì bây giờ nó ban quản trị có tặng con đường về Phật giới đó, thì xin cái đó đọc. Còn bây giờ công thức là gì? Mình phải ham muốn về, biết tạo công đức và biết công thức. Có vậy thôi, có ba cái đó thôi, chứ đâu có gì nhiều. Mà ban đầu nếu mà nói dạy thì có ba phần này thì ai theo? Phải dụ từ 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 đi. Bây giờ ông Phật cái vụ dạy 45 năm, ông yêu bỏ hết. Thì bây giờ đây nói 10 năm, dẹp bả kia đi theo. Bốn ấy đó. Từ khi công bố quyền ký ra thì tất cả cái 10 quyển sách trước dẹp. Mà nếu mà giáo lý ra đời, dẹp luôn cái quyền ký này luôn, là cái sau cùng rồi đó. À, mình phải hiểu cái thế giới. Muốn học cái thiền tông này cực kỳ khó cho mình. Nó thử thách qua thử thách lại, rồi tới lui người nó sàng mà. Nó sàng người nào mà còn dính lại thì giải thoát, còn người nào rớt xuống sàng thôi kể gì đi luân hồi tiếp. Rồi câu hỏi tiếp đi. Trong quyển sách số 7 có ghi lời dạy của Đức Thế Tôn: các ông chỉ cần khởi lên ước muốn thì màn vô minh liền xuất hiện. Con xin hỏi, việc trở về Phật giới phải có ước muốn thực mãnh liệt, vậy có bị ảnh hưởng bởi màn vô minh không ạ? Ham muốn mãnh liệt là mình ham đi con đường sáng, còn ham muốn ở thế giới này gọi đi con đường tối. Vì tối là nó vô minh, con đường sáng sao vô minh nữa. Có nghĩa là tôi ham muốn đi học thì bắt buộc tôi đi học chữ, còn tôi ham muốn đi uống rượu, đi làm này kia là đi vào trong cái đường sa đọa. Mình phải hiểu vậy, cũng phải ham muốn chứ không ham muốn làm sao cái mục đích mình đến này, ham đến. Bởi vì kêu bằng lục đạo luân hồi, muốn đâu vào đó. Còn cái mà nhất đạo giải thoát, ham muốn về Phật giới thì nó sẽ đi con đường Phật giới. Thì mình phải hiểu cái thế giới này, mình muốn cái gì thì được cái đấy. Muốn giải thoát được giải thoát, muốn làm trời được làm trời, muốn làm thần được làm thần, muốn làm thánh được làm thánh. Nó là vậy, phải ham muốn, cái gì cũng phải ham muốn hết. Nhưng mà mục đích sau cùng mình ham muốn là không có gì. Muốn giải thoát thì chắc chắn mình học đúng công thức giải thoát. Rồi con hỏi tiếp đi. Trong quyển sách hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được giải thoát, có ý như sau: tu hành. Dạ, xin chuyển qua. Phật tử Thiền Tông hiểu biết thanh tịnh rỗng lặng hằng tri nhưng không thực hiện, họ cứ chạy đi kiếm tiền để có phương tiện tạo công đức. Đến khi chết họ áp dụng nhất tự thiền, liệu có giải thoát được không ạ? Cái phần này nó không hên xui. Khi mà mình sắp lâm chung mà công đức ít mà mở được con mắt thì giải thoát được. Còn nếu mà trong
mất mà không mở con mắt được, dầu biểu la 10 tiếng buông nó cũng không, nó không thấy được nữa. Buông là cái gì? Buông đây là ông thần thử thách mình thôi. Cái sự thật là mình thấy đường là ông cho về rồi, nhưng mà sau cùng cũng phải thử cái, rồi sau cùng ông cô hồn phải thử 3 lần nữa. Chứ đã thấy đường là ông mừng, là ông cho dễ dầu tìm được một người thấy đường về Phật giới. Bây giờ mà nguyên tắc là ông phải thử, công đức trung bình và công đức ít đều phải được qua thử hết, trừ trường hợp công đức vô lượng, đức trọng quỷ thần kinh, dòng họ không đến, tự do đi về. Nó mình hiểu cái thế giới này nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp. Người tu thiền tông đang sống ở thế giới này phải sống như thế nào mới đúng với tư cách của người tu giải thoát? Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, gặp cô hồn đập cô hồn rồi. Có nhà lo nhà, có cửa lo cửa, có tổ quốc lo tổ quốc. Là người tu thiền tông là người. Khi sinh hoạt bằng nhân nghĩa lễ trí tín. Người tu thiền tông, đây là lấy cái chuẩn. Đối đãi nhân nghĩa lễ trí tín, có gia đình phải lo cho gia đình, có tổ quốc phải lo cho tổ quốc. Đó là người tu thiền tông. Tổ quốc lâm nguy không thể ngồi đó võ mỏ mà đuổi ngoại xâm được. Nên nhớ rằng mình phải hiểu cái thế giới vật lý này nó là vậy thì mới tu thiền tông. Nhưng mà phải bằng trí tuệ, đừng có tu mù, đừng nghe ai nói gì đâu, mà phải kiểm nghiệm rằng cái gì nói đúng tôi tin, nói không đúng không tin. Đó là mọi người trí tuệ. Vì thế mà tất cả các tín ngưỡng khác tôi không dám nói nào, không, hoàn toàn không ai dám ngồi đó mà cho đấu chấp. Chỉ có cái thiền tông dám chơi cái kiểu này, cho đấu chấp tự do. Anh muốn hỏi hữu hình vô hình, trên trời dưới đất dưới địa ngục ta cũng nói luôn, kể cái hầm 10 tỷ năm ta cũng nói được luôn. Chưa có cái người nào, chưa có cái đạo nào mà dám nói cái hầm 10 tỷ. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Quan gọi là hầm lửa lớn, có nghĩa là cái hầm gần cái mặt trời, gặp cái hầm mà gần cái hành tinh lửa ở trong trái đất á. Nó thiền tông mới dám vạch ra được cái này thôi. Còn tất cả kêu hoàn toàn không biết gì hết. Nghĩa là biết chỉ cúng tụng lại xong. Tất cả các pháp môn khác cúng tụng lại cầu xin là xong. Rồi con hỏi tiếp đi. Nhờ tổ kỹ thuật kết nối cầu truyền hình tiếp ạ. Thưa Thầy, chúng con đọc tiếp phần trên là tại sao hiện nay trên trái đất này chỉ còn có 3 dòng tộc ạ? Ai nói trái đất 3 dòng tộc, nó là 4. Chứ ở đâu ai nói ra 3 dòng tộc, nó vẫn 4. Nhưng mà này nè, mình vô đầu tiên mình vô cái dòng tộc A đi, rồi mình mới sống ở trên này lăn lộn, rồi nó gieo nhân quả dòng tộc B, C, D vậy đó, thì nó mới trang hòa hết 4 dòng tộc này. À, chứ ai nói là bà còn 3, vẫn 4 dòng tộc, vẫn là 4. Trời 4 phương Nam Bắc Đông Tây, không có phải trời 4 phương, 3 phương đâu. Thế giới này gọi là trời 4 phương Nam Bắc Đông Tây, chứ không có cái chuyện mà 3 phương. Vì thế dòng tộc bắt buộc phải đi theo 4 dòng tộc chứ không có 3. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo là ngôn ngữ, chữ viết và các kiến thức khoa học nằm ở nền văn minh không gian. Vậy sự xấu xa, giả dối, độc ác ở trái đất này có trở về nền văn minh không gian không ạ? Nên trong thế đất này gọi là thế giới âm dương. Nền văn minh không gian nó cũng nằm trong cái này. Có nghĩa là ác nó cũng nằm trong không gian, mà phước nó cũng nằm trong không gian. Anh sử dụng ác nhiều, anh thuộc về ác là âm. Sử dụng từ thiện nhiều gọi là phước, là điện từ dương, có vậy thôi. Thế giới này ác hay là thiện nó cũng nằm không gian hết. Bởi vì khi mà con người ta mất chết hết đi thì nó phải trả hết về không gian chứ đâu. Thì bây giờ điển hình này nè,
Tất cả những cái gì mà ăn mình nói ở đây, giờ mình không còn nói, nó phải trải về không gian chứ đi đâu. Bây giờ có nhiều, bây giờ tôi nói thật như Google á, nó làm cái máy để nó phát ra, nó lấy tiền của mình, nhưng mà nó lưu ở đâu? Lưu không gian chứ đâu. Chứ có cái máy nào mà lớn mà bằng một cái bầu hoàng đạo đâu. Thấy không? Thì nó phải về trong đó hết. Vì thế mà đợi khi loài người văn minh lên cao thì người ta nói nền văn minh không gian người ta mới hiểu. Chứ ngày xưa nói nền văn minh không gian ta không hiểu. Nói bây giờ lưu tất cả những gì có thế giới này trong không gian người ta không có hiểu. Mà giờ Google nó đã chứng minh được cái này thì mới hiểu là nền văn minh không gian. Ác thiện hay là không ác không thiện nó cũng nằm ở trên đó hết chứ không chạy đâu hết. Ác thiện là do cái tưởng con người tạo ra. Rồi con người chết hết không tưởng thì nó phải trở về đó chứ đi đâu. Giống như mình hít thở không khí nó là đâu, nó trong bàn bạc trên không gian chứ đâu. Mình hít thở thì nó ra vô bụng, hít thở thì nó trở về cái bàn bạc trong không gian chứ nó chạy đâu. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo là 36 vị tổ sư Thiền Tông, tất cả có 36 vị hay chỉ có 4 hoặc 5 vị luân hồi thay nhau tiếp nối mạch nguồn Thiền Tông để đi đến thời đời mạt thượng pháp này thôi ạ? Thế này anh hỏi vậy đó, anh bảo tôi là Muhammad rồi đó, đón số phận. Ông Phật bảo là ông Ma Ca Diếp truyền cho ông A Nan rồi theo dòng Thiền Tông đó thôi. Còn ông Phật có nói câu này, mấy ông muốn tạo công đức về Phật giới đi theo cái dòng Thiền Tông làm tổ. Rồi biết ông nào theo, ông nào không theo, làm sao mình biết? Có nghĩa là ông Phật biết rằng cái dòng Thiền Tông này có 33 tổ được truyền thiền và 3 tổ không được truyền thiền. Mà 3 tổ này nằm trong quyền ký. Vì thế mà ông Trần Nhân Tông mới viết được cái là cuộc đời và ngộ đạo 36 vị thủ Thiền Tông. Những người ta không nghiên cứu tới thì ta chỉ viết có 33 ông thôi. Nha, còn cái ông Trần Nhân Tông này ổng biết Đức Phật viết trong quyền ký của ổng á, thì ổng khi ổng thành đạo rồi ổng mới hiểu, thì ổng mới lập ra thêm 3 tổ. Vì thế mà lập thêm 3 tổ ở yên tu hành, yên sơn tuyệt đẹp như tranh. Thì ổng giải, ổng biết là phải lên trên núi yên tử ở luôn á. Ông Phật giải mà, cái câu này là ông Phật nói chứ không phải người khác nói đâu. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo, thầy cho con hỏi là có trường hợp nào kiến tánh trước khi huyền ký Đức Phật truyền theo Thiền Tông được công bố ra? Nói đúng, có người kiến tánh nhiều lắm. Mà kiến tánh gì? Kiến tánh của hồn. Bởi vì người ta kiến tánh người ta mới lập đạo được. Còn nếu không kiến tánh không làm được. Có nghĩa là thấy bằng cái tánh linh thiêng đó. Người thế gian ta nói là gọi là kiến tánh. Kiến tánh nhưng mà trong này gọi là kiến tánh Phật thanh tịnh. Thiền Tông nó nói đủ hơn. Còn đằng kia nó chỉ là kiến tánh. Kiến tánh sao? Nó không nói gì hết. Nó không nói là tiến tánh gì. Thiền Tông nó kiến tánh Phật thanh tịnh, thấy bằng tánh Phật thanh tịnh. Còn bên kia thì nó cũng bởi vì thành đó là kiến tánh thành đạo. Thành đạo chứ không phải thành Phật. Cái thành đạo này nè là thành đạo ở thế giới này. Vì thế mà hiện giờ ở thế giới nó có nhiều cái đạo, đạo A, đạo B, đạo C. Thấy không? Tôi không dám nói thẳng. Còn mà đạo Phật nó là khác. Đạo Phật nó chia 6 pháp môn. Mà ngày xưa cũng thí dụ tiểu thừa, trung thừa, đại thừa nó vẫn là đạo, rồi đạo tiểu thừa. Vì thế mà ở trong cái đạo đó là gọi là đạo Phật Thiền Tông. Nói đúng đạo Phật tiểu thừa, đạo Phật trung thừa, đạo Phật đại thừa, đạo Phật niệm Phật niệm chú. Mình phải hiểu cái thế giới này.
Vì Thiền Tông nó ra đời, nó giải thích từng ly từng tí, từng câu văn và từng cái chấm cái phết nữa, chứ không phải là nói khơi khơi được đâu. Vì thế mà nhờ cái này mà mới giải mã được tất cả những cái gì bí ẩn Đức Phật muốn nói. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo là mong Thầy cho chúng con biết cốt tủy Thiền Tông gồm những gì ạ? Cái cốt tủy Thiền Tông thì nó có giác ngộ và giải thoát thôi, đâu có cái gì đâu nhiều. Giác ngộ là anh hiểu biết từ vật nhỏ cho đến hành tinh, gọi là giác ngộ. Giải thoát, biết cách thoát ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi này, có nhiêu vậy thôi. Còn tất cả các nơi khác không ai dám dạy giải thoát là cái gì, mà không ai dạy giác ngộ là giác cái gì. Vì thế mà có nhiều người tôi thấy là một cụ nói là tôi tu niệm Phật sau cùng tôi giải thoát. Có vậy thôi là ông hỏi. Nhưng mà anh hỏi ông chứ cái giải thoát đi về đâu? Ông nói giảng sanh. Thì tôi mới nói là giảng là đến, sanh là sanh ra, đến chỗ đâu chỉ sanh ra. Nên nhớ có một điều, có sanh là phải có tử. Ông phải đến cái chỗ nào mà vô sanh mới gọi là giải thoát. Không sanh thì làm sao có tử. Còn thế giới này ở đâu cũng vậy, nếu có sanh là phải có tử. Giảng sanh nó vẫn còn trong quy luật sanh tử. Ông không chịu. Tôi nói không chịu, bữa nào về chùa đi, lập cái bàn đi, rồi tôi đấu chắc với ông. Tôi đồng ý liền. Tôi cho ông mời bao nhiêu người cũng được, lại đây đấu chắc. Tôi bao ông đi bao nhiêu người. Ông ở Sài Gòn chứ không gì đâu. Tôi bao hết ra. Tôi bao cho ông xe 16 chỗ. Ông muốn rủ nhiều đủ. Thiếu tôi bao thêm kiết nữa. Mà cách này khoảng tháng rồi đó mà ông không, ông trốn rồi, ông không gặp tôi nữa. Nhưng mà ông lại, ông tranh luận dữ lắm à. Ông nói dữ lắm. Bị ông tu tịnh độ mà. Ông tu tịnh độ, ông cứ binh cái tịnh độ ông. Tôi nói bây giờ anh chỉ cần giải thích chứ tịnh là cái gì, độ là gì, anh chỉ giải được giải thích hai chỗ này. Ông không giải thích được. Rồi làm sao, tôi nói cái tịnh độ ông không biết rồi làm sao niệm Phật, rồi niệm sao, ai giúp anh niệm. Ông không hiểu. Tôi nói anh tu, anh muốn chấp vấn một cái Thiền Tông, anh phải hiểu căn bản cái đạo của anh đã. Rồi anh mới thuyết phục được người ta. Còn anh không làm không được, anh đòi tranh luận thì sao? Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo là con chuẩn bị một việc gì thì đều biết trước mấy tháng. Như vậy là Thánh giúp con hay do tàng thức những kiếp trước của con đã gặp ạ? Bây giờ nó muốn biết trước chỉ công toàn năng toàn giác mà, còn mình toàn nhớ tầm bậy thôi, đừng có biết kiếp trước. Mấy ông kia ông dẫn mình đó, chứ không có ai trời ơi. Thế giới này mình căn bản là ngũ thú tập cư, năm loài sống chung. Mỗi người làm gì, nó cho mình biết để làm gì. Chính những biết này là nó mấy ông lang thang nhập vô để đi làm thầy bói. Thầy bói để kiếm tiền đó, nó thiệt vậy chứ không có gì lạ đó. Đừng có tưởng, đừng tất cả những cái gì trong thế giới này không có xài, đừng có sử dụng đó. Mình sử dụng nó là mình dính với nó đó. Muốn giải thoát thì cứ ai nói gì nói kệ. Áp dụng cái câu chỉ cần bỏ chuyện thế gian, có vậy thôi. Bỏ chuyện thế gian, anh linh thiêng chuyện của anh tôi không biết. Tôi biết đường đi, công thức nó đã chỉ. Thì ra chừng nào có qua tiêu sáng dẫn tôi ra trung tâm vận hành luân hồi tôi về, có vậy thôi. Còn đứng này anh đừng có chính cái mà mình biết trước này kia nọ là bắt đầu đi vào cái chấp ngã, rồi khoe ta thành thánh rồi đó. Thì thành thánh thì đúng chứ không phải không, thành thánh ở đây chứ không phải thành Phật thì thành Phật chứ không có thánh gì rồi đây. Tôi về đó tôi thành Phật thì thành thánh nó khác. Thành thánh là tôi có hiển linh á, gọi là thành thánh. Rồi tuổi thọ hết thánh rồi cũng phải quay trở lại, chứ không có chạy đường nào hết trời. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo là sự sống cho thực vật
từ đâu vào ạ? Sự sống tự nhận thì bây giờ trên thế giới này nó là nó tự nhiên này. Loài người nó cũng tự nhiên vậy. Cái đầu, cái khởi thủy, cái đầu con, cái hình thể con người đầu, Đức Phật không tìm ra được. Nó trong cái vũ trụ này nó là vậy đó. Cây cỏ hoa đá, thần người ngạ quỷ nó cũng vậy đó. Nhưng mà con người ta nhào vô đây nó quay. Nó giống như là cái máy đang quay. Mình nhào vô dính gì nó quay cái đấy. Chứ cũng không hiểu. Bây giờ nếu mà nói là cái rút ban đầu thì không được, không ai một vị toàn năng toàn giác mà kêu bằng ngó lui về thời gian quá khứ. Thời gian bao lâu nó cũng dường như nó không có cái đầu. Vì thế mà trong kinh Đức Phật thường nói là vô thủy vô chung. Vô thủy là không có cái đầu, mà vô chung là không có cái kết thúc. Nó dường như nó quay theo cái kiểu mà vòng tròn á, nó không có cái đầu. Nhưng mà bây giờ tu theo đạo Phật á là tu ở trong thế giới này, sanh lão bệnh tử, đi ra ngoài trở về cái không sanh lão bệnh tử, có vậy thôi. Ở đây thì mang thân tứ đại, hoặc là mang thân điện từ âm dương, còn về bên kia mang điện từ quang, không có âm dương. Vì thế mà nó không có lực hút. Ông Phật chỉ rõ đơn giản vậy thôi. Bởi vì khi Thiền Tông nó ra đời thì tất cả những gì tín ngưỡng dường như là không xài tới. Chứ tôi không phải bắt nghe, không xài, không ai tới xài. Giống như bây giờ tất cả những người biết Thiền Tông có còn đi cúng nữa không? Hoàn toàn không. Có còn đi lại ai nữa không? Rồi có còn có ai bị mê tín nữa không? Thì mong rằng những cái giải đáp này là những người hỏi vấn đề mà chứng đắc hay bỏ đi, để trở về cái thanh tịnh, mà sống với thanh tịnh đó. Thanh tịnh là mình không tưởng. Còn mấy kia thấy này kia là rồi mình tưởng, tưởng nó mới ra. Mình cố gắng. Bởi vì tất cả những người tu Thiền Tông sau cùng để thông suốt được cái này, để không còn tưởng nữa. Rồi anh hỏi tiếp đi. Tiếp theo là tại sao những cảnh tượng gặp và trông giống như những cảnh đã từng trải qua, con không hiểu đó là do tàng thức hay là như thế nào ạ? Bây giờ cái phần đó nói tàng thức cũng đúng mà không phải tàng thức cũng đúng. Là vì khi mà bất cứ người này ở đây mà tưởng cái gì đó, một là trong tàng thức nó trồi ra, hai là ông thánh hiện ra. Giờ muốn hỏi câu này thì phải diễn tả cái hoàn cảnh đó, tôi sẽ nói đúng cho. Còn nói cái này tôi cũng phải nói phân hai. Anh tưởng thì tàng thức nó chạy ra. Tưởng thì là gì? Là cái truyền tống thức nó đẩy ra, là cái vật lý của tánh con người đó. Còn tưởng thánh trợ giúp, phải xem xét cái kỹ như này. Mình coi nằm tưởng nào. Tưởng mà trong kêu bằng truyền tống thức nó đưa ra nó khác. Nó rất thanh. Còn mà cái mà của thánh giúp á, nó có cái ảo giác. Nên nhớ rằng khi mà nằm chiêm bao hoặc bất cứ gì thì nó cái ảo giác chính là của thánh. Còn mà tự nó thì nó phát ra, nó cách bình thường nó phát ra, đó là truyền tống thức. Trong cái tàng thức mà nó đưa ra, mà do một vị thần gọi là thần quản lý mình đó, nó đưa ra. Thần quản lý có gì? Chấm mình thực thi nhân quả và đưa những cái gì mà vô trong ổng quản lý hết. Ổng vẫn quản lý toàn diện mà. Ổng giống như người gác cửa vậy đó, đem vô cái gì ổng biết hết, xuất ra cái gì ổng biết hết. Đó, mình phải hiểu. Rồi sau cùng thực thi nhân quả. Cuối đời anh hưởng phước ở đâu, đẩy anh vô đó, quăng anh nhào vô đó. Rồi anh hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo, tại sao hoa tiêu lại có các màu khác nhau ạ? Hoa tiêu có màu khác nhau phải không? Hoa tiêu á, thì nếu một vị Phật á, thì người ta sử dụng cái thuật của người ta gọi một vị Phật á, nó có cái thần thông.
nó có thần thông của A-la-hán á, người ta quay một cái dòng hoa tiêu, ta lấy điện dương là ta quay ta tạo thành cái hoa tiêu dương được. Còn một cô hồn á, nó cũng sử dụng cái thần thông, nhưng mà thần thông của vật lý, vì thế mà nó không cách nào nó làm hoàn hảo như một vị Phật được. Thấy không? Cô hồn nó chỉ là thần thông hiển linh thôi. Còn một vị Phật sử dụng thần thông của A-la-hán, mà sử dụng thần thông tuyệt đỉnh của A-la-hán, thì nó mới tạo ra một cái sản phẩm là hoa tiêu rất đẹp. Rồng là điện từ dương không, không có bất cứ cái gì trong đó. Còn mà vị thánh thì đương nhiên là vụng về hơn, giống như thánh giống như là thủ công, làm nghề thủ công, không cách nào giống cái này không giống cái kia được. Còn cái kia ta bằng rập, có nghĩa là 10 cái y như vậy đó. Mình phải hiểu thế giới này vậy. Một vị Phật tạo hoa tiêu khác, một vị thánh tạo hoa tiêu khác là cái chỗ này. Một ông chuyên nghiệp và một ông không chuyên nghiệp. Rồi con hỏi tiếp đi. Tiếp theo, tại sao có thầy giảng là hạt minh châu để trong chậu nước có nước, lúc sau chậu lại có nước? Con lặp lại. Tại sao có thầy giảng là hạt minh châu để trong chậu không có nước, một lúc sau thì lại có nước? Cái này cái thuật hút nước thôi. Và minh châu là nó hút ánh sáng và hút nước. Hút nước nó thuộc về hút âm, còn hút ánh sáng điện là hút dương. Đó, tùy theo anh để dưới nước thì nó hút mất, có nhiều cái để vô nó chạy mất luôn. Nó do cái lực, do cái lực phát của nó. Nó phát hút thì nó hút vô, nó phát đẩy, nó đẩy ra. Hạt minh châu nó có cái lực này. Thì đây giờ nói đúng ra đó, mình khoa học bây giờ nó chế này dễ thứ. Bây giờ cái máy bơm á, cũng bủng một cái máy bơm ha, mà nó chạy xuôi thì nó hút, mà nó quay ngược nó đẩy ra, có vậy thôi. Thì hạt minh châu nó cũng tương tự về cái này thôi. Nó chạy xuôi là nó hút vô rồi nó đẩy đi ra, còn cái kia nó hút, nó từ trong nó đẩy ra, gọi là lực hút âm dương. Bây giờ các nhà cơ khí học ta đã nói ta chế được cái lực hút âm dương này rồi. Mình ở đây không biết, chứ bên nước ngoài á, cái máy lạnh của người ta gọi là cái máy hít. Trời nóng, lạnh nó tủa ra, trời lạnh nó thổi nóng vô, có vậy thôi. Đó là cái hạt minh châu nó tương tự. Bây giờ khoa học nó văn minh, nó chế được những cái này. Trên bên Mỹ thường thường tất cả các nhà nó đều có cái máy hít. Mùa lạnh thì nó thổi cho nóng, mùa nóng nó thổi cho lạnh. Nó là gọi là âm dương. Âm thì nó lạnh, dương thì nó nóng, có vậy thôi. Hạt minh châu nó giống cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Tiếp theo, thưa thầy, ham muốn thật mãnh liệt để trở về Phật giới được thể hiện như thế nào khi chúng con còn đang sống ở thế giới này và trong lúc cận tử nghiệp ạ? Nó lặp lại. Ham muốn thật mãnh liệt để trở về Phật giới được thể hiện như thế nào? Chứ ham muốn mãnh liệt này là mình ham muốn không dời đổi, quyết chí làm cho xong cái chuyện này, gọi là ham muốn mãnh liệt chỗ này. Bây giờ khi nào con ham muốn về Phật giới, có người nào cái đó, đừng, cái này nó đúng hơn nè, thì con vừa bỏ cái ham muốn này, con chạy qua bên kia. Thấy không? Có nghĩa là không dời đổi, ham muốn mình là không dời đổi, cố gắng không dời đổi, gọi là ham mãnh liệt. Không ai lay chuyển được mình hết, gọi là ham muốn mãnh liệt. Không ai nói cái gì cũng không nghe, đó là gọi là ham muốn mãnh liệt. Thiền tông nếu muốn về thì phải cái này. Bởi vì thiền tông khi mình vô tu thiền tông thì rất nhiều cạm bẫy, người rủ cái này rồi rủ kia. Thì tôi đã nói rồi, khi mà công bố huyền ký rồi này, thì ông Thích Từ Thông ổng mới cứ in ra một cái quyển, ổng phát cho bên thiền tông. Thiền tông qua cũng nhiều lắm, cũng qua bên đó nhiều lắm, gọi là mấy người này không ham muốn mãnh liệt. Nên nay người ta nói rồi, bây giờ chạy qua bên kia, chạy bên kia không được thì chạy qua, là mấy cái người này là khó nha.
Tôi bảo đảm là khi mà lâm chung rồi, thánh nó dụ chừng một tăng là đã thua rồi, chứ đừng có nói gì hai tăng. Thấy không? Đó, phải bắt buộc phải ham miếng kiên cố chỗ này thì mới được, mới thành công được. Còn ham muốn mà không, nó bị lay chuyển rồi thì chắc chắn không giải thoát được. Vì thế mà trong truyền thiền đã nói rồi, 95% rút lui, 5% đi tới. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Tiếp theo, khi trung ấm thân thức dậy, được một vị thần thả ra, vượt qua được thử thách của vị thánh, rồi được hoa tiêu của vị Phật dẫn ra ngoài sức hút của trái đất, thì quá trình đó gọi là vượt qua cửa hải triệu dương của trái đất này, có đúng không ạ? Này nói vậy không có hiểu, nói tắc quá không có hiểu, mình phải hiểu thế này nè. Trong thế giới này nếu mà mình có công đức rồi, nghĩa là quy luật luân hồi đó là ông thần thả mình đó. Thả dù thả nhưng mà cũng vẫn còn trong cái quy luật hút sức hút, có nghĩa là tôi cho đi về muốn đi đâu đi. Chứ không phải rồi đi ra gặp cái ông thánh, ông dụ mình đi, ba ông dụ, nếu không ấy thì vô ổng. Khi mà ông thần, ông thánh mà thất bại rồi đó, thì bỏ hết, thì bắt đầu mình mới rơi, thì hoa tiêu của một vị Phật mới xuất hiện, kéo mình đi ra ngoài sức hút của trái đất. Ra ngoài đó đợi khi nào trái đất nó quay đúng vào trung tâm vận hành luân hồi, thì vị thần mới dẫn, ở vị Phật mới dẫn mình đi ra trung tâm vận hành luân hồi để trở về Phật giới. Cái lộ trình nó là vậy, chứ không phải là hoa tiêu xuất hiện đâu. Hoa tiêu có nghĩa là thế giới này từ chối rồi, thần thánh từ chối rồi thì rơi, có nghĩa là thả hoàn toàn rồi một vị Phật mới rước mình được. Thế giới này của người ta mà, nó chưa, người ta còn đang tranh lộn, tranh cãi nhau mà Phật đâu có dám xuất hiện được. Phải hiểu thế này, mà ra đó phải đợi. Bởi vì 365 ngày cái hành tinh này nó mới trở lại trung tâm vận hành luân hồi một lần thôi. Chỉ ông Phật mới biết được cái này. Ví dụ nó mới 365 ngày mà nó mới qua chừng 3 ngày thì phải còn nhiều. Còn 362 ngày thì phải đợi. Mà đợi mà không có ông Phật giữ mình đó thì nó hút ngược vô. Rồi làm sao? Đợi đó mà không được cái tưởng à, ngồi đó tưởng thôi, tưởng hút vô rồi sao? Rồi luân hồi tiếp. Nó phải hiểu cái nguyên tắc này. Vào trung tâm vận hành luân hồi thì phước đức và ác đức nó trở về thế gian này hết, chỉ còn công đức và tánh Phật nó đẩy đi ra ngoài, đi theo cái cửa hải triều dương về Phật giới. Về bên đó mới đợi là định hình ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và thành Phật, là thành bên đó, đó. Công đức nhiều thì Phật lớn, công đức nhỏ Phật trung, công đức có chút xíu thành Phật con, có vậy thôi. Có nghĩa là Phật con di chuyển trong một cái tam giới thôi, hoặc là một hai cái tam giới gần thôi ha. Còn nếu Phật huynh thì được một tiểu thiên thế giới hoặc một trung thiên thế giới. Còn Phật đại thì muốn đi đâu đi, càng khôn vũ trụ muốn đi đâu đi. Đó, phải hiểu cái chỗ này. Rồi, con hỏi tiếp đi. Tiếp theo, con ngỗng chúa uống sữa, câu chuyện này có ý nghĩa như thế nào ạ? Lặp lại. Câu chuyện con ngỗng chúa uống sữa có ý nghĩa như thế nào? Cái này là ông Phật, ông nói là một vị toàn năng, toàn giác mới làm vậy được thôi. Chứ còn con ngỗng chúa đâu, ở thế gian này làm gì có con ngỗng chúa. Có một vị toàn năng, toàn giác mới làm cái hoa tiêu hoàn chỉnh được. Còn cái vị mà cô hồn nó không làm được. Chứ nói cho kìa, một nói cho nó vui thôi. Chứ sự thật, đây là thí dụ cho một vị toàn năng, toàn giác làm cái gì cũng tốt hết. Còn một vị mà kêu bằng phàm phàm thánh thánh thì thôi, làm cái gì nó cũng dụng về. Thì người ta đưa con ngỗng chúa để mà thí dụ vậy thôi. Chứ mà ở nguyên đám mà có biết con nào con chúa, con nào con tôi, con tớ đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Chúng con hiện đã hết câu hỏi, chúng con xin chân thành cảm ơn.
Câu hỏi tiếp theo, Phật tử Thiền Tông chưa minh tâm kiến tánh mà sử dụng cái hiểu biết của tánh người để chỉ dẫn người tu Thiền Tông thì Phật tử này có bị nhân quả không gì không ạ? Thưa Thầy. Phật tử Thiền Tông chưa minh tâm, chưa kiến tánh mà sử dụng Phật tử Thiền Tông mà chưa gì? Chưa minh tâm, chưa kiến tánh được. Chưa minh tâm hả? Dạ. Chưa kiến tánh. Dạ. Rồi sao nữa? Mà sử dụng cái hiểu biết của tánh người để chỉ dẫn người tu Thiền Tông thì Phật tử này có bị nhân quả gì không, thưa Thầy? Ông Phật còn không dám sử dụng cái tánh ổng trong này mà con người ở trong này mà sử dụng tánh người làm sao? Có nghĩa là nó không theo thế giới này á, tất cả những gì mà con người sử dụng tánh con người nó đi theo cái nhân quả của con người, không thoát ra được đâu. Nó mình phải hiểu cái thế giới này nó vậy. Minh tâm gọi là gì, là cái tánh, mà cái chữ tánh á nó sáng ra. Ha. Ngày xưa bị người ta sử dụng cái tâm nó quen rồi, bây giờ này, chứ sự thật nó là minh tánh, cái tánh mình nó sáng ra. Minh tâm kiến tánh Như Lai. Kiến tánh là gì? Thấy bằng tánh Phật. Kiến tánh Như Lai là thấy bằng tánh Phật. Thì cái này chỉ mấy ông tổ đầu tiên mới có minh tâm kiến tánh thôi. Còn tất cả các tổ sau hoàn toàn không minh tâm kiến tánh luôn, mà chỉ Phật viết cái gì đọc dạy lại cho người ta nghe thôi. Trên thầy là đừng bởi vì thành ra nếu mà nói hồ minh tâm kiến tánh ở đây để mà tu là sai. Nếu ông nói tôi minh tâm kiến tánh mà tôi tu, tại sao ông bảo trong kinh Kim Cang bảo là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma? Minh tâm mà tôi thấy rồi, tôi thấy ông Phật rồi. Kiến tánh là thấy ông Phật, thấy ông Như Lai ngồi đó một đống đó rồi. Ở thế giới này Như Lai là ai đâu, hoàn toàn là giả hết. Vì thế mà người ta bảo là đừng có sử dụng bất cứ gì trong thế giới này hết. Muốn về học công thức về, ở đây đừng có tu hành, đừng có làm bất cứ gì hết á. Muốn về còn muốn tu hành, muốn cầu sinh được chứ không phải được. Ví dụ mình đi tới chỗ này mình cúng, mình xin phước này có, nó giao cho mình, nó thấy mình tiền có nhiều túi lại đi xin, nó móc mình trong túi mình có 1 triệu á, đang xin 100 ngàn nó móc lấy 100 nè cho mày nè. Thì mình còn có 900 của mình, nó giao cho mình với ai đâu. Phước của mình thế giới này nó biết hết nha, tất cả được thánh thần nó biết hết, trong nhà mình có gì nó biết hết. Nhưng mà thần không làm vậy, mà cô hồn ưa lừa ở chỗ này nè. Lừa để chi? Để cúng thôi, mục đích là mấy ổng để ăn đồ cúng thôi chứ có làm gì đâu. Thứ hai nè, để cho cái cơ sở thờ ổng cho nó lớn vậy thôi. Chứ ổng giống như mình thôi, ở nhà nhỏ không chịu, muốn ở nhà lớn. Lớn nhỏ cũng là cái nhà, mình ngủ được bao nhiêu đâu. Bởi vì cái Thiền Tông ra đời nó dẹp tất cả những mà chứng đắc ở trong trái đất này, dẹp hết. Nó muốn tu Thiền Tông là phải hiểu vậy mới được. Còn nếu mà tu Thiền Tông không hiểu này thì coi chừng bị lừa, hoàn toàn lừa hết. Rồi câu hỏi tiếp đi. Xin bác chỉ dạy, Phật tử Thiền Tông phải làm sao để dừng được luân hồi và thực hiện như thế nào mới đạt được sự giải thoát? Câu hỏi này là của mấy ông vật lý hỏi. Sự giải thoát gì? Đã người ta nói rồi, Phật tử Thiền Tông bây giờ truyền thiền đi, rồi người ta sẽ cung cấp cho con đường về Phật giới. Đọc hết 11 quyển sách đi, thì trong đó thì nói rất nhiều đường đi đâu ta giải thích cho mình nghe. Mình phải đọc hết mấy quyển sách này. Chứ còn sự giải thoát gì? Đây không có sự giải thoát gì đó. Đây, anh muốn giải thoát, anh tạo công đức anh về, biết đường về. Anh phải ham muốn, đừng có nghe ai hết á. Chứ ham muốn mãnh liệt là đừng nghe ai hết. Ai nói câu hồ không đồng ý, có nghĩa là tôi hiểu rồi đó. Tôi hiểu con đường đi rồi, anh đừng có giả, đừng có dụ tôi mất công lắm. Gọi là ham muốn mãnh liệt chỗ đó. Ba tiêu chuẩn này anh phải làm cho đúng thì anh giải thoát được. Thì giải thoát là nói
Giải này đi ra ngoài sức hút vật lý, nó chỉ giải thoát cho nó qua vậy thôi, chứ giải cái gì? Mình chạy ra mình trốn đi, còn bây giờ anh giải nổi không? Sức hút vật lý mình giải nổi không? Còn cái tôi tìm cách tôi bò ra, đi ra, không có giải vậy, đi mất bình thường. Chứ đừng có nói là tôi làm này làm kia tôi giải thoát, à, còn lâu, càng làm càng chết. Duy nhất chỉ tạo công đức thôi, tạo công đức cũng không làm nữa. Công đức có nghĩa là nói cho người ta biết, ờ cái này là nó vậy, ta hiểu thôi, đâu mình đâu có làm gì dụng công gì đâu. Mình không làm bất cứ gì mà chỉ cho người ta biết, à, muốn về Phật giới thì phải có công đức. Công đức làm như thế này nè thì mới về Phật giới được. Về Phật giới thì gọi là giải thoát cho cái tiếng, gọi là cái tiếng thế gian này thôi. Chứ về Phật giới, về, đi về ra đó là vô sanh, là không có sanh tử nữa. Thì ở ngoài bên đó thì gọi là giải thoát. Chứ giải cái gì, ở đây không có giải gì trời. Anh nhúc nhích là nó theo vật lý rồi. Anh muốn không nhúc nhích thì đi ra ngoài, anh về bên kia cả. Bên kia nó không có sức hút vật lý. Anh về đó, đó sống đó, anh muốn đi nhanh lắm, mang bằng điện từ quang. Ở đây mang bằng tứ đại hoặc bằng điện từ âm dương thì đi theo tốc độ của quy lực của nó. Còn đi ra điện từ quang đi theo tốc độ của nó. Nó hiện đâu, có đầu hiện đó chứ không phải đi như mình đâu. Ví dụ mà ông Phật từ hành tinh này qua, từ tam giới này qua tam giới khác, muốn đâu hiện đó, có vậy thôi. Vì thế mà bây giờ văn minh rồi, ví dụ mình nói ở đây, ai có cái máy bên Mỹ bắt nhận ra mình đang ở bển đó, giờ ở bên Mỹ cũng được, bên Nga, bên Tàu, ở đây trùm khắp, tất cả ngồi đây nó trùm khắp, muốn người nào bắt thì nó thấy người đó. Nó bây giờ nó theo cái quy luật đó mà. Vì thế mà ông Phật mở đầu, Phật là trùm khắp mọi nơi, chân tánh theo Phật khắp nơi mà hành. Chân tánh là gì? Thấy nghe nói biết, theo cái Phật này khắp nơi. Muốn hành là muốn gì, muốn làm là làm. Thì cái này nó bây giờ nó văn minh thì mới giải thích được cái này. Chứ ngày xưa nó hỏi Phật là gì? Giác, giác tha, giác hạnh, viên mãn, giác tùm lum mà không biết giác. Rồi hỏi chứ về Phật giới giải thoát làm sao? Ngồi đó suy nghĩ. Rồi con hỏi tiếp đi. Bác nói A-la-hán là cao nhất của tu vật lý, nhưng theo thông thiên học thì có tới 9 lần điểm đạo. A-la-hán là đạt điểm đạo bậc 4, các vị A-se-kha là bậc 5, các vị Chô-hen là bậc 6, Đức Rít ở bậc 7, Phật Gautama bậc 8, Đức Sanat Kumara ở bậc 9. Vậy những cấp bậc này có ý nghĩa gì ạ? À? Điểm đạo là điểm gì? Phật Gautama có phải là Phật Thích Ca không ạ? À? Bây giờ câu hỏi này con hỏi từ phần đi, tôi nói nghe cho nó dài quá. Cái này thuộc về mấy cái ông tiểu thừa ở trong cái kinh đó, tôi biết á, ở trong cái kinh Pháp Cú dẫn cái chuyện này. Nhưng mà giờ con muốn giải quyết cái chuyện này, con hỏi từ câu từng ý thôi. Dạ. À. Điểm đạo là gì ạ? Cái gì? Điểm đạo. Điểm đạo à? Điểm đạo. Điểm đạo. Điện, điện hả? Điểm. Nghiệp hả? Điểm đạo. Điểm á bác, điểm, điểm số. Điểm hả? Điểm đạo hả? Bởi vì tôi nói mấy cái này là cái ông vật lý. Bởi vì ngồi tu, ông nói là tôi sẽ điểm cái chỗ này, ông thạch, anh ngộ đạo. Chứ điểm đạo, điểm là gõ vô một cái. Rồi cái nó phát hiện ra, phát hiện ra cái linh thiêng, người ta nói là điểm đạo của cái bên cái tiểu thừa, nó ưa sử dụng cái danh từ này gọi là điểm đạo. Rồi Phật Gautama có phải là Phật Thích Ca không? Phật Gautama, Phật Gautama có phải là Phật Thích Ca hay không? Gautama phải không? Gautama là giống như con ở nhà, con ở thế, ở gia đình con tên Thúy chứ. Mẹ con vừa mới đọc nó tên con gì? Tên con gái. Cái đây là cái danh từ ngày xưa mà cái ta gọi là cái tiếng cúng cơm á, mình đây gọi là tiếng cúng cơm. Gautama. Rồi coi là cái Gautama này là khi mà
ông đi tu mà ông tuyên bố ông đắc đạo thì mới có danh từ Gotama. Chứ ngày xưa ông là Cồ Đàm, ông đẻ ra là Thái tử Cồ Đàm. Còn Gotama chỉ là Gotama là giác ngộ, đứng giác ngộ, có nghĩa là ông thành đạo gọi là đấng Gotama, chứ không phải là nãy rồi là cái gì. Dạ, ý tiếp có theo. Phải là gì? Dạ, ý tiếp theo là thông thiên học tu theo công thức của cõi trời Thượng Đế, đúng không ạ? Không, thông thiên học là tu theo Lão Tử. Thiên đế không, thiên đế không có. Bây giờ Đức Chúa Trời lập ra đó, tu để mà cầu nguyện lên đó, chứ không có thông thiên. Nhưng mà tất cả những người mà tu theo đạo Chúa đó thì phải có cái bằng gọi là thần học. Cái bằng thần học này ngồi thiền thông được cái cõi vô hình, chứ không phải là thông thiên. Không, lên thiên không nổi đâu. Lên thiên là đi qua cái vùng khác. Thông thiên học này nó xuất phát từ cái điểm là những người tu mà thấy được cõi vô hình và thấy cõi cao hơn. Cõi vô hình thấp gọi là cái cõi của hồn đó. Còn thông thiên là thấy cái cõi trên núi đó. Là ai? Nhìn thấy được của hồn Chúa đó, mấy người giỏi đó. Nếu mà tu mà thấy được những người trên đỉnh núi đó, thì gọi là thông thiên. Vì thế mà ở Việt Nam mình, Thánh Chúa ở đâu? Ở Everest, ở gì Phan Xi Păng á, thấy không? Còn mà Thánh chủ quốc gia nó nằm ở Everest á, ở Hy Mà Lạp Sơn á. Mấy người đó gọi là thông thiên á, tu luyện để rồi nhìn thấy được cái các cõi đó gọi là thông thiên. Chứ làm sao mà thiên mình biết nằm ở đâu? Có bầu hoàng đạo một còn không biết mà làm sao biết có bầu hoàng đạo. Thiên nó nằm ở trên bầu hoàng đạo 2, 3 và 4. Mà làm sao mà khả năng con người không vượt qua cái quy luật này. Quy vật lý con người chỉ là nằm vòng vòng ở trên trái đất thôi. Trao Everest 8.000 thước thì cao lắm, là lên tới 10.000 thước là cùng, chứ không lên nổi. Gọi là thông thiên học, nó lấy từ cái hiển linh này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo: A-la-hán có chứng được huệ nhãn không thưa thầy? A-la-hán có chứng được huệ nhãn không ạ? A-la-hán thì nó có thần thông, nó vẫn có huệ nhãn. Nhưng mà huệ nhãn của một vị thánh A-la-hán thì nó nhìn thấy ở trong cái trái đất này thôi. Còn một huệ nhãn của một vị Phật là thấy một cái tam giới nó rộng hơn, không? Nó thấy được cả tam giới và nó thấy được cái tất cả cõi vô hình ở các hành tinh, các tam giới khác nữa, nó có rộng rãi vậy đó. Huệ nhãn Phật khác, huệ nhãn A-la-hán khác, huệ nhãn con người khác. Con người mà nhìn thấy cái cõi của hồn gọi là huệ nhãn của hồn thôi. Vì thế mà nhiều ông thầy nói á, mình sắp mình đến mình xem bói á, ông biết, ông thấy mình đến đúng không? Thì có khác nào giờ camera nó quay không? Nó quay mình đến, có vậy thôi. Thì giờ camera nó quay, nó thế là cái văn minh của người xưa. Bởi vì Đức Phật nói chuyện này mấy ngàn năm rồi, bây giờ mới lặp lại thôi. Mà lặp lại mà cũng người tin, người không tin, chứ không phải là ai cũng tin hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Tu như thế nào để đến cõi trời phi phi tưởng? Trời phi phi tưởng là con tu vậy nè. Con làm phước thiện cho thật nhiều đi, con đừng có tưởng về trò trần, đừng có mở một khái niệm nào hết. Khi chết rồi, thí dụ con tu mà muốn lên Ngọc Hoàng thì nó cái hình ảnh Ngọc Hoàng nó nằm ở trong đó. Thì ông thần thực thi nhân quả đẩy mình vô đó. Còn phi phi tưởng là mình không có tưởng gì hết. Ủa này nó có phước quá mà vậy, nó không tưởng vậy nó đi đâu? Phải đẩy vô cõi trời vô sắc, nằm ở trong cõi trời đó. Có nghĩa là mình làm phước mà đừng có tưởng cái gì hết, là chắc chắn phải vô cõi trời phi phi tưởng. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo: tại sao khi con ngồi nghe giải đáp ở chánh điện được một lúc là con bị buồn ngủ? Xin thầy giải thích giúp con ạ. Thì vô đây, vô chánh điện này mà không được thì
sao thánh nó nhiều nó không chịu, nó suối mình đi ra thôi, cho mình đi về kiếm chỗ mình ngủ thôi. Cái đó là gọi là thánh, mà gọi là thánh cũng khá đó. Chứ còn thánh nhỏ nhỏ vừa vô đây vừa la tiếng nó chạy rồi. Vô thánh nhỏ nhỏ nha, vô tới cửa thôi chứ đừng có vô bước vô trên địa nổi đâu. Thấy không? Thì mình phải hiểu thế giới vật lý này nó vậy. Bởi vì tại sao có nhiều người chơi bùa ngải vô cái chùa này không được. Đâu có ai yếm gì đâu, chùa này tìm không có ai yếm gì đó. Nhưng mà tại có lực, cái lực ông Phật cầm cành sen đây nó phát ra cái lực dương. Nó thành ra mấy cái người kia, mấy người âm đã chịu không nổi thôi. Này thế giới gọi là phản ứng vật lý đơn giản vậy thôi, mà thế gian ta gọi là phản ứng hóa học. Có vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Xin thầy giải thích giúp con câu trí thế tự nhiên tách rời. Trí thế tự nhiên tách rời. Trí thế dẹp rồi chứ sao tách rời? Có nghĩa là khi mà con ngộ đạo rồi đó thì cái gì là tánh Phật làm thôi, chứ còn cái tiếng cái trí của thế gian đừng có xen vô. Thấy không? Có nghĩa là con ngộ đạo rồi con phải làm theo sự hướng dẫn của tánh Phật. Nên nhớ tất cả những người mà khi ngộ đạo rồi con làm cái gì dường như có người dẫn con đi, dẫn con làm. Đó là phải dạy, cái đó gọi là tánh Phật hướng mình làm á. Mà chỉ người nào thật tình ngộ đạo mới được cái này. Còn nếu mình mà không thật tình mình muốn thì ông Thánh giúp mình theo dẫn mình đi. Lẫn lộn giữa Phật và Thánh khó phân biệt lắm. Trí thế con dẹp được rồi, chỉ để tánh Phật làm mà thôi. Nó phải hiểu vậy nè, mà hai cái này phải phân biệt cái nào Thánh, cái nào của Phật. Rồi con hỏi tiếp đi. Vị Nguyễn Đăng Trung ở Hà Nội có hỏi như sau. Kính xin thầy chỉ rõ da, thịt, xương, não của tiền thông là gì ạ? Trong này kinh Thủ Lăng Nghiêm nói là da, thịt, gân, xương, tủy, não nó thuộc về đất. Thấy không? Cái này là phân tích. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm là chất cứng gọi là da, thịt, gân, xương, tủy, não, vân vân. Cái chất gì cứng trong người mình nó thuộc về đất. Cái hơi không khí gọi là gió, ấm gọi là lửa, máu mủ mồ hôi gọi là nước, gọi là tứ đại. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm không giải cái vấn đề mà điện từ, cái gì quấn cột cái này lại, không giải. Mà cái này phải đợi cho Thiền Tông giải, chứ kinh Thủ Lăng Nghiêm không được quyền giải cái này. Nó phải hiểu thế giới vật lý nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Tánh Phật và Phật tánh giống và khác nhau như thế nào? Cái gì? Phật tánh, tánh Phật hả? Cái này là đảo ngữ thôi. Tiếng Việt Nam với tiếng Tàu giống nhau thôi. Rồi, tiếng Việt Nam, tiếng Tàu. Tiếng Việt Nam đó là tiếng Tàu nói đảo ngữ, còn tiếng của mình là nói không đảo ngữ, chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi hỏi tiếp. Một người không nghi và tin tưởng tuyệt đối vào thanh tịnh thiền thì họ đang ở trạng thái gì? Tu cái thiền tông này nè, nó khó cái chỗ này nè. Bây giờ mình chỉ biết thiền tông, trước khi thiền tông thì phải học rồi giác ngộ giải thoát thì mới tu được. Còn mình chưa biết rồi vô đây rồi tưởng tượng đủ thứ hết thì không được. Bởi vì tu thiền tông bắt buộc anh phải học cái quyền ký trước, học cái công thức giác ngộ giải thoát trước, rồi học cái ngũ thú tập cư, rồi học cái tổ chức một tam giới, Phật giới, nhân quả luân hồi. Anh phải nắm được mấy cái căn bản này thì anh mới tu thiền tông được. Còn không nắm được cái căn bản này thì hoàn toàn nó sai hết. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo, tu và tu vật lý là như thế nào? Sao thiền tông không tu mà lại thành Phật?
Thưa Thầy, tu vật lý là tu chứng đắc, có nghĩa là giờ tôi tu thành cái gì gọi là vật lý, gọi là vật lý nhân quả điện từ âm dương. Nói đúng của nó là vật lý nhân quả điện từ âm dương là vật lý. Còn tu thiền tông, chữ tu là người ta nói vậy thôi chứ không có tu. Vì thế mà muốn tu thiền tông thì phải học công thức trước khi giác ngộ là cái gì, tánh Phật là gì, tánh người như thế nào, hành. Bởi vì người ta nói là trong cái quyển số 3 người nói là hành đúng lời Phật dạy chắc chắn được giải thoát. Nhớ nè, hành đúng lời Phật dạy nha, chứ không phải là tu. Đó mình nói đó, bắt đầu người ta mở đi vào quyển số 3, bắt đầu người ta mở từ từ cho mình hiểu cái này. Vì thế mà khi thiền tông ra đời nó phá, mà nó phá thì cái những người mà tu chứng đắc ngày xưa nó quen rồi, không có thể vô chịu cái này nổi. Bởi vì cái ngày xưa đó mình tu là mình tu trong bóng tối, bây giờ ánh sáng đưa vô cái bóng tối đồ mất chớ giới liền, không biết, không có thủ tục lễ nghi bất cứ gì hết thì người ta chịu không nổi vậy thôi. Nó khó, bởi vì cái thiền tông nó khó, bởi vì phải đợi cho khi nào loài người văn minh lên cao, nói tới đâu phải giải lý tới đó và chứng minh tới đó thì người ta mới chấp nhận. Nhưng mà có chấp nhận cỡ nào tiền thiền cũng 95 quay đầu, có 5 người đi tới thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Người không tu